Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin được Bộ Y tế chỉ định thầu 2.000 tỷ đồng, 130 triệu bộ kit xét nghiệm. Vượng Vin đang kiếm tiền trên thân xác người dân như thế nào? Một văn bản được tiết lộ cho thấy Bộ Y tế đã đề xuất 5 tỉnh miền Nam phải mua của tập đoàn Vingroup tổng cộng 131 triệu liều test COVID-19 có giá trị gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách của địa phương và trung ương, cho các tỉnh bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Kiên Giang. Văn bản số 7263 ghi ngày 1 tháng 9 năm 2021 là một dạng công văn do lãnh đạo Bộ Y tế gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề xuất xin ý kiến lựa chọn nhà thầu đặc biệt để mua sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Đây là hình ảnh được cho rằng là công văn mật của Bộ Y tế đề xuất với Phó Thủ tướng duyệt cho tập đoàn Vingroup trúng thầu chỉ định 2.000 tỷ đồng, bán 131 triệu bộ xét nghiệm COVID-19, được tiết lộ trên trang Facebook của blog Người Buôn Gió. Văn bản cũng được quy định rằng 5 tỉnh, thành phố nói trên sử dụng ngân sách địa phương để trả toàn bộ chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm cho Vingroup. Trường hợp được Trung ương đảm bảo thanh toán thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sự việc này có vẻ kín kẽ, mặc dù đây không phải là công văn mật, nhưng báo chí trong nước hầu như không có thông tin về vụ việc chỉ định thầu với số lượng hàng trăm triệu bộ kit test hay hàng ngàn tỷ đồng tiền ngân sách như vậy đã dành riêng cho một doanh nghiệp cung cấp độc quyền gần hết thị trường miền Nam. Đây phải chăng là một dạng sân sau của chính quyền Đảng Cộng sản đang tìm mọi cách rút ruột ngân sách, đó là tiền thuế của người dân. Mới đây trên mạng xã hội và dư luận cũng cực kỳ bức xúc trước những thông tin xung quanh việc xét nghiệm ngoáy mũi. Trong chủ trương nhất quán ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là xét nghiệm toàn dân để bóc phốt tách F0, nhiều bài viết đã chỉ ra rằng việc xét nghiệm đại trà không hiệu quả và cực kỳ tốn kém chi phí để tìm được một người F0 đã lên tới 30 tỷ đồng Việt Nam. Và cứ như thế, các quan chức của Đảng Cộng sản đốt tiền của người dân nên người dân không còn tiền để được hỗ trợ nữa. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dù là vùng xanh cũng bị xét nghiệm nhanh bằng ngoáy mũi khoảng 7-8 lần chỉ trong vòng 2-3 tuần. Chưa kể các ship là những người chuyển hàng thì phải liên tục cách 2-3 ngày phải đổi giấy xét nghiệm. Cho thấy con số sử dụng các bộ kit test nghiệm tại COVID-19 tại Việt Nam là khổng lồ như thế nào và số tiền hàng ngàn tỷ đồng này đã rơi vào túi các quan tham và các doanh nghiệp sân sau ra sao. Và theo như văn bản này tiết lộ thì Vingroup là một trong những doanh nghiệp hàng đầu như thế, đã dùng hậu thuẫn của chính trị để làm ăn trên thân xác người dân. Sự phẫn nộ đã lên cực điểm khi mạng xã hội đã bóc phốt chuyện giá của bộ kit test mà Bộ Y tế duyệt chi công khai là tới 238.000 đồng, tức là gấp 14 lần một bộ kit test có thể mua với giá xỉ tại nước ngoài. Bộ kit test giá trong siêu thị ở Đức bán chỉ có 0,95 euro, tức là chưa được 1 euro, chưa đến 25.000 đồng. Dự kiến mua xỉ chỉ bằng 70% giá bán lẻ, tức là chỉ còn 17.000 đồng. Nếu Bộ Y tế duyệt chi giá 238.000 đồng thì lợi nhuận khổng lồ gấp hơn chục lần giá vốn sẽ rơi vào tay ai, đó là các sân sau mà thôi. Đây là hình ảnh chụp bộ kit test niêm yết giá 0,95 euro trong siêu thị tại Đức. Điều đó lý giải tại sao Vingroup lại nhảy vào lĩnh vực này, đơn giản vì nó là siêu lợi nhuận và được đảm bảo bằng bạo lực của chính quyền. Từ khi đại dịch bùng phát ở miền Nam Việt Nam, rất nhiều vụ cưỡng bức dã man của chính quyền buộc người dân phải đi xét nghiệm. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi hàng chục nhân viên của công quyền của phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương đã phá cửa nhà người dân ở chung cư để bẻ trái tay và cưỡng bức một cô giáo dạy yoga chỉ để xét nghiệm ngoáy mũi mà thôi. Sự việc được báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng và các luật sư cho rằng có dấu hiệu hình sự từ các nhân viên công quyền này. Việc xét nghiệm cưỡng bức còn được pháp luật Việt Nam đảm bảo bằng nghị định cho phép xử phạt người dân lên đến 3 triệu đồng nếu dám chống lại yêu cầu xét nghiệm của chính quyền. Đây là một sự bạo lực mà người Việt Nam không ưa do Đảng Cộng sản đưa vào trong nước. Cho thấy việc kinh doanh thiết bị xét nghiệm COVID-19 đang là độc quyền và siêu lợi nhuận đến mức độ như thế nào và các đại gia của các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là Vingroup, đã lao vào để thâu tóm như thế. Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng ăn nên cũng làm ra, chủ yếu thì thị trường bất động sản, nơi mà việc ăn chia hối lộ của các quan chức là điều tất yếu. Không cần phải có bằng chứng và cũng không thể có bằng chứng trong những thương vụ mang lại lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng cho tập đoàn Vingroup vì sự cấu kết tinh vi chặt chẽ của những khoản tiền hối lộ khổng lồ
và các lãnh đạo tư bản đỏ đã tạo thành nhóm lợi ích thao túng tất cả những lĩnh vực kinh doanh béo bở nhất tại Việt Nam. Phạm Nhân Vượng quả là nhạy cảm với lợi nhuận này, khi đại dịch Covid-19 mới xảy ra đã lập tức nhảy vào lĩnh vực sản xuất máy thở oxy và nay là cung cấp hàng trăm triệu bộ kit test dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế với giá mua vào chỉ khoảng 17.000 đồng nhưng đưa ra test với giá hơn 230.000 đồng. Thật là siêu lợi nhuận, quan chức và doanh nghiệp bỏ túi chia nhau giữa khó khăn gian khổ của người dân. Đây là hình ảnh chọc mũi là nguồn tài nguyên vô tận ở nước ta, biếm họa của La Thanh Hiền sau sự kiện Bộ Y tế phê duyệt giá xét nghiệm cao gấp hơn một chục lần giá mua vào tại nước ngoài. Và lý giải cho việc chỉ định giá thầu giá trị hàng 2.000 tỷ đồng, lãnh đạo Bộ Y tế viết trong văn bản rằng Vingroup không phải là nhà thầu, không có kinh nghiệm trong bán sinh phẩm xét nghiệm. Do vậy, Bộ Y tế đề xuất áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu Thầu, nghĩa là chỉ định thầu, không qua đấu thầu. Lý do mà Bộ Y tế đưa ra thật là kỳ lạ. Lẽ ra người mua cần phải chọn những đối tác có kinh nghiệm lâu năm, có chuyên môn cao trong kỹ thuật và y tế giảng hiểu về thị trường để có thể đàm phán mua những thiết bị tốt nhất với giá thành hợp lý nhất. Nhưng Bộ Y tế lại viện lý do Vingroup không phải là nhà thầu cũng không có kinh nghiệm như là một điểm mạnh để chỉ định cho Vingroup trúng thầu. Thật là quan chức và các doanh nghiệp đã ăn ý với nhau như thế nào để rút ruột hàng ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước. Đây chính là tiền của nhân dân đáng lẽ ra phải dùng để hỗ trợ cho người dân lúc khó khăn này nhưng họ đã không nhận được. Có lẽ điểm mạnh nhất mà lãnh đạo Bộ Y tế rất hiểu nhưng không tiện ghi vào văn bản đó là Vingroup rất mạnh về tài chính và rất mạnh về trung chi hối lộ. Điểm mạnh này trúng tim đen của các vị lãnh đạo có đủ quyền quyết định hàng ngàn tỷ đồng ngân sách của nhà nước để đem lại số tiền lại quả quá lớn, cung cấp thêm cho các biệt thự xe hơi và con cái họ thoải mái đi học ở nước ngoài mà không phải lo lắng. Chỉ có người dân Việt Nam ngụp lặn trong những khó khăn gian khổ hiện nay ở trong nước. Các lãnh đạo lại tất nhiên yên tâm khi các dự án bất động sản của Vingroup có giá trị hàng chục ngàn tỷ vẫn luôn được duyệt qua chót lọt hàng trăm con dấu và chữ ký của chính quyền và nhất là không để lại dấu vết gì. Dự án khu đô thị Royal City do một công ty con của Vingroup thi công với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Các lãnh đạo tất nhiên sẽ yên tâm khi mới đây, trước mắt toàn dân thiên hạ, cậu em trai Phạm Nhật Vũ đã lèo lái thương vụ bán cổ phiếu AVG cho Mobile Phone để bỏ túi khoảng 7.000 tỷ đồng, hối lộ hơn 3 triệu đô la, nhưng chỉ bị 3 năm tù tương đương với một vụ trộm chiếc xe đạp. Thật không có gì hài hước hơn tại Việt Nam. Cả hệ thống báo chí và hàng ngàn phóng viên đều thấy, nhưng chủ yếu báo chí lại ca ngợi Phật tử Phạm Nhật Vũ có nhiều đóng góp cho các chùa chiền và sư sãi và nay đã hoàn trả đủ tiền bán cổ phần AVG gian dối cho Mobile Phone và không ai cho rằng mức án 3 năm là quá nhẹ đến mức phỉ báng công lý. Thế lực của người giàu có nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng quả là phô xong, bởi thế mới hiểu vì sao blogger Bùi Thanh Hiếu viết rất ngắn gọn trên trang Facebook cá nhân của mình rằng toàn dân ở nhà Vin, đi xe Vin, học trường Vin, bệnh viện y tế cũng Vin. Vụ bé trai 6 tuổi chết trên xe đưa đón của trường Gateway trong hệ thống Vinsol đã được dàn xếp ổn thỏa bất kể nhiều oan khuất chưa sáng tỏ. Cũng gần đây một vụ YouTube đã tố cáo xe VinFast có hàng loạt lỗi kỹ thuật gây ra một chuỗi những ngày mệt mỏi sau khi mua xe, nay cũng có vẻ như đang chìm dần. Các dự án bất động sản, căn hộ chung cư cao cấp của khách sạn Resort hạng sang của Vingroup răng đầy các bãi biển đẹp nhất trong cả nước. Nay là các trường tiểu học, trung học và đại học, các bệnh viện trang thiết bị y tế đặc thù đại dịch Covid-19 cũng bắt đầu nằm trong bàn tay thao túng của tập đoàn Vingroup. Đây là hình ảnh cậu em trai của Phạm Nhật Vượng, đó là Phạm Nhật Vũ, tổng giám đốc AVG, thực hiện bán cổ phiếu cho Mobile Phone nhằm chiếm đoạt 7.000 tỷ đồng và hối lộ hơn 3 triệu đô la nhưng chỉ bị kết án 3 năm tù. Và đây chỉ là một phần nổi trong một tảng băng chìm khổng lồ mà dư luận chưa thể biết. Trong khi dân nghèo thì mãi mãi khốn đốn vì các tỷ phú và các quan chức lại ngày càng thu vét siêu lợi nhuận và tài sản. Đó là quy luật vận hành tất yếu của xã hội Việt Nam, nơi thể chế độc tài, độc đảng đang ngự trị. Các đại biểu quốc hội của đảng rất vui vẻ biểu quyết duyệt chi cho Bộ Công an ngân sách gấp 10 lần chi cho Bộ Y tế và Giáo dục. Cũng là để duy trì quy luật ăn trên ngồi chốc và cấu kết chặt chẽ của lãnh đạo Cộng sản với các đại gia cánh hầu như kiểu Vingroup.
Phạm Nhật Vượng từ buôn bán mì gói tại Ukraine chuyển sang làm bất động sản và giờ mở sang hệ thống sinh thái, sang giáo dục, y tế, tiêu dùng, đặc biệt là ô tô. Đó là quá trình cố gắng thoát ly khỏi cái gốc gác bất động sản và nổi bật là Big Data với sự tham gia của không ít nhân vật khoa học có thực tài, điển hình là giáo sư Vũ Hà Văn. Một tỷ phú đô la hay một đại tỷ phú bất động sản cũng chỉ mãi mãi là một đại tỷ phú sống nhờ vào bòn vét tài nguyên quốc gia và những sinh thái còn lại quá nhỏ để khiến VinGroup trở thành một xương sống của nền kinh tế. Nhưng dư luận cũng cho rằng Vượng Vin cần có cơ chế cộng sản, bạo lực và độc tài, cơ chế đảm bảo cho những đại gia tư bản đỏ có thể hút máu tài nguyên và chính sách để sống và tồn tại trên cơ thể người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021 với bản tin được Bộ Y tế chỉ định thầu 2.000 tỷ, 130 triệu bộ kit test Vượng Vin đang kiếm tiền trên thân xác người dân như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.